con ơi. Ngon con ơi. Tới đích luôn. Tới kho câu. Tôi tắt cái vỏ ra không? Tắt vỏ. Ôi, đứng bên kia nghe qua rồi. Nói chuyện với anh như rồi. Nói gì? Nói nhiều đó không đủ thì nó hoài vậy. Nó có ngày cả đêm rồi. Tôm hùm, Alex, Sander, Kaka. Muốn nói tối nay 2 giờ sáng về điện nói nha. 2 giờ sáng tao điện mà không nói chuyện với tao là mệt á. Cây kéo vàng trong làng cắt tôm. Hậu nghỉ buồn chết. Gạch đầu tôm nha. Bé đẹp. AK nó mà chị ăn hai hai ca. AK là cái này ngon nhất. Không, phải hai ca. Đây quá trời gạch luôn nha. Đây quá. Gạch không luôn. Càng bự cho bá luôn. Tổ trưởng mặc đúng gớm luôn, cắt tôm cho ta ăn. Đẹp trai vậy sao gớm. Tổ trưởng này dê lắm nha. Ai vô quán hay làm là được anh tổ trưởng dê nè. Tôi điển hình là tôi đã được dê. Nó cũng quay trực tiếp, vợ nó nghe, vợ nó hưởng thiệt. Tối nay vợ nó về xé nó. Càng này không có bự hơn như cái càng cũ hơn. Được trước á, còn được trước cái càng bự. Đây nè. Thịt nhiều không? Cái càng càng quá trời thịt luôn. Nhỏ nhưng mà thịt nó chắc. Đây. Wow. Qua quán ăn một con chị ơi. Con
nay em mới về 3 con. Hello, vợ có thấy anh không? Đây nè, dạ. Anh quản lý dê nha, ai muốn được dê lại đây quán 257 gặp anh quản lý dê. Vợ thì ngồi trước mặt mà có... Ai vậy? Anh quản lý làm quán hải sản ăn nhiều quá béo phì luôn. Bụng bự thiệt là bự. Có bự đâu. Hả? Hóp. Chứ mà quay có 5 phút là anh quản lý nín thở chết quá. Mai qua chuyển một con liền. Ok chị. Chị Hằng. Được rồi. Đây quá trời hải sản luôn nha mấy bạn. Rồi để coi. Đây là tôm mũ ni đen. Cá bò giáp rồi các bạn ơi. Cá bò giáp chỉ có 889.000 ký thôi. Ủa? Đây. Tôm hùm Alaska mới về 3 con, bán được 1 con bự chà bá lửa luôn. Tôm hùm bông nữa. Hùm bông nha, hùm Barbie đang khuyến mãi 259.000 một con nè. Một con cũng bự lắm. Bự. Ê, một người ăn một con thịt đắt lắm nha. Đây. Ốc vòi voi. Đây, ốc vòi voi. Đây. Đây là cá chim. Đây cá chuối ngọt. Ủa? Tôm hùm bông giá 2.239.000 ký nha chị. Bông đại nha, bông bự. Rồi. Thì giữa giá đi tổng chào. Ủa 1.90 nữa chứ. Quán mình đang có chương trình khuyến mãi là giảm giá 10% bia nước ngọt nha mấy bạn. À, tặng một món bất kỳ của nhà hàng trên mỗi bill. Quán mình hiện tại là có nhiều món bình dân a la carte bán đầy đủ hết nha. Ngoài hải sản bên mình còn có mấy món như chân gà, cánh gà. Chuẩn bị bên nhà hàng sẽ bán thêm dê với bò, giá cũng bình dân. Như bò là chỉ có 149.000 một phần. Một phần sẽ là 3 lạng. Mấy bạn ghé qua ủng hộ nhà hàng mình nha. Địa chỉ là 257 Trương Vĩnh Ký, Tân Thành, Tân Phú, nhà hàng Thủy Cung 257. Theo dõi bay và chia sẻ bay bay của nhà hàng mình để được nhận nhiều chương trình khuyến mãi nha mấy bạn.